rất căng. Trời ơi, anh trai sư Minh Tuệ cũng không nghĩ ra tin động tin động trời này đến với thầy. Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh Cuộc Du Hành, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức đời sống và xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, thầy Minh Tuệ là một vị tu sĩ chân chính, nổi bật với hạnh khất thực giản dị, không chờ đợi đến giờ cố định để nhận đồ cúng dường như một số vị tu sĩ khác với tinh thần từ bi thanh tịnh và sự tách biệt hoàn toàn khỏi mọi tham sân si thầy minh tuệ thể hiện sự tận tâm với con đường tu hành của mình vượt lên trên những nhu cầu vật chất hay danh vọng đời thường khác với những người tu hành lợi dụng lòng tin của phật tử để trục lợi thầy minh tuệ không bao giờ coi trọng việc nhận cúng dường điều này thể hiện rõ trong hạnh khất thực của thầy thầy không chờ đợi đến giờ cố định hay nơi trốn đặc biệt để nhận đồ cúng như những vị sư khác có thể làm. Việc khất thực của thầy chỉ diễn ra khi duyên đến và thầy sẵn sàng nhận đồ cúng dường bất kỳ lúc nào, miễn là từ tâm người thí chủ là chân thành. Đối với thầy, việc khất thực không chỉ là một hành động nhận thức ăn mà còn là một cơ hội để gieo duyên với bá tánh, lan tỏa từ bi và sự bình an trong từng bước đi. Sự không câu nệ thời gian, không cố định vào hình thức cúng dường đã giúp thầy vượt qua mọi cám dỗ vật chất và thể hiện sự tự do, buông xả thực sự trên con đường tu tập. Trong xã hội ngày nay, việc một số người lợi dụng hình ảnh tu sĩ để kiếm lợi cá nhân không còn là chuyện hiếm. Những ma tăng, sàm tăng xuất hiện, khoác áo tu sĩ, nhưng lại sống xa hoa, chờ đợi cúng dường để trục lợi. Họ thậm chí tổ chức các buổi lễ long trọng, kêu gọi quyên góp và khoe khoang vật chất như đồng hồ đắt tiền, xe sang, điện thoại xịn, nhưng ngược lại thầy minh tuệ không màng đến những điều này thầy hoàn toàn buông bỏ mọi sự ham muốn về vật chất không chạy theo những thứ mà con người thường cho là giá trị đối với thầy cốt lõi của việc tu hành không nằm ở những điều bên ngoài mà chính là việc rèn luyện tâm hồn vượt qua ba độc tham sân si để đạt được sự giải thoát thầy minh tuệ cũng không để tâm đến việc bị người khác chỉ trích hay hiểu lầm trong con mắt của một số người không hiểu rõ việc thầy không chờ đợi đồ cúng giường theo giờ có thể bị coi là không tuân thủ nghi lễ nhưng thầy không bao giờ để những lời nói đó làm ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình thầy luôn giữ tâm trong sạch không sân giận hay phiền não khi bị chỉ trích thầy minh tuệ tin rằng trên con đường tu hành việc bị hiểu lầm hay chỉ trích chỉ là một phần nhỏ của những thử thách mà người tu sĩ phải đối mặt quan trọng là tâm luôn phải giữ sự bình an không dao động trước những biến đổi của thế gian. Một trong những giá trị cốt lõi mà thầy Minh Tuệ luôn nhắc nhở người khác là phải buông bỏ tham, sân, si. Thầy luôn khuyến khích Phật tử không nên vướng bận vào những sự tranh giành, hơn thua trong cuộc sống. Thay vào đó, mỗi người nên sống với lòng từ bi, biết tha thứ và đối xử tốt với mọi người, kể cả những người đã làm sai với mình. Thầy là tấm gương sống cho sự bình thản trước mọi khó khăn luôn giữ vững sự điềm tĩnh trong tâm, không bị dao động bởi sự khen chê của thế gian. Sự giản dị, chân thành và lòng từ bi vô hạn của Thầy Minh Tuệ đã tạo nên một hình ảnh vị tu sĩ đáng kính, được nhiều người mến mộ. Hạnh khất thực của Thầy không chỉ đơn giản là việc đi xin ăn, mà còn là một hành động mang đầy ý nghĩa tâm linh, gắn kết con người với con đường đạo Pháp chân chính. Thầy không cần phải chứng tỏ hay quảng bá bản thân, bởi chính sự đơn sơ từ tốn và tâm hồn trong sạch của thầy đã là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thanh cao và lòng từ bi đích thực trong những ngày tới một sự kiện lớn đang thu hút sự chú ý của dư luận và phật tử khắp nơi khi bà nguyễn phương hằng một nhân vật nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ và thẳng thắn tuyên bố sẽ quất đến sư minh tuệ sự kiện này không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mà đang được nhiều người theo dõi như một bộ phim lật mặt nơi mà các mâu thuẫn, bí ẩn và thông tin chưa từng được tiết lộ có thể sẽ được phơi bày trước công chúng. Bà Phương Hằng từ lâu đã nổi danh với những cuộc livestream bùng nổ, nơi bà không ngần ngại chỉ trích các cá nhân và tổ chức mà bà cho là không minh bạch. Bà cũng thường xuyên lên tiếng bảo vệ những người tu hành chân chính, những người không lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, tuyên bố gần đây của bà về việc quất đến sư minh tuệ một vị sư được nhiều người yêu mến và kính trọng đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và lo lắng về điều gì sắp xảy ra. Đối với bà Phương Hằng, sự kiện này được mô tả như là một lật mặt, có thể vạch trần nhiều điều chưa được biết đến về cuộc sống và hoạt động của sư Minh Tuệ. Bà nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, bà sẽ đưa ra những bằng chứng cụ thể và công khai trước công chúng. Điều này đã khiến nhiều người tò mò về những gì bà Hằng sẽ tiết lộ và liệu rằng sư minh tuệ có thực sự liên quan đến những điều mà bà sắp phanh phui hay không. Tuy nhiên, điều khiến sự kiện này trở nên đặc biệt quan trọng không chỉ dừng lại ở những phát ngôn của bà Phương Hằng, mà còn là phản ứng của cộng đồng Phật tử và những người yêu mến Thầy Minh Tuệ. Thầy đã từ lâu được biết đến với sự từ bi, giản dị và lòng tận tụy đối với việc tu hành chân chính. Nhiều người cảm thấy rằng sự việc này có thể là một cuộc tấn công không công bằng vào một người mà họ tôn kính những người ủng hộ thầy minh tuệ tin rằng thầy sẽ không để những chỉ trích làm lung lay tâm trí của mình và thầy sẽ tiếp tục giữ vững con đường tu hành mà mình đã chọn cộng đồng những người yêu mến thầy đã bày tỏ sự lo ngại rằng sự kiện này có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của thầy dù những thông tin mà bà phương hằng đưa ra có chính xác hay không nhiều phật tử cho rằng đây có thể là một thử thách đối với thầy. Nhưng với sự kiên định và lòng từ bi của mình, thầy sẽ vượt qua mọi sóng gió. Bên cạnh đó, không ít người cũng đang lo ngại về khả năng sự kiện này có thể gây ra những xung đột không cần thiết giữa các bên. Trong khi bà Phương Hằng nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ, không e ngại va chạm, thì sư Minh Tuệ lại là người điềm đạm, không muốn dính líu vào những thị phi hay tranh chấp. Câu hỏi đặt ra là, liệu cuộc đối đầu này sẽ diễn ra theo hướng nào và liệu có thể có một giải pháp hòa bình để cả hai bên không rơi vào một cuộc xung đột căng thẳng nhiều người theo dõi vụ việc này như một bộ phim lật mặt vì không biết rõ kết cục sẽ ra sao liệu bà phương hằng sẽ thật sự vạch trần những điều mới mẻ hay đây chỉ là một sự kiện nhằm khuấy động dư luận liệu sư minh tuệ sẽ im lặng để bảo toàn sự bình an hay thầy sẽ có phản ứng công khai nào để đối phó với các cáo buộc tiềm tàng tất cả vẫn còn là một ẩn số và dư luận đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rộng rãi từ truyền thông và cộng đồng mạng khi mà cả hai nhân vật đều có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, dù cho sự việc có diễn tiến theo hướng nào, những người yêu mến và kính trọng thầy Minh Tuệ vẫn luôn mong rằng thầy sẽ giữ vững lòng từ bi, không bị ảnh hưởng bởi những biến động của thế gian. Đối với họ, thầy không chỉ là một vị tu sĩ mà còn là biểu tượng của sự thanh tịnh và chân lý trong lòng họ gần đây cộng đồng mạng đã dậy sóng trước tuyên bố của bà nguyễn phương hằng rằng bà sẽ quất một ai đó trong thời gian tới những phát ngôn đầy mạnh mẽ và quyết đoán của bà không chỉ gây chú ý mà còn tạo ra nhiều phản ứng trái chiều từ tò mò đến lo lắng bà hằng vốn đã nổi tiếng với những buổi livestream đầy bùng nổ và những cuộc đối đầu không khoan nhượng nên mỗi khi bà nhắm đến ai Cộng đồng mạng lại theo dõi sát sao. Sự việc lần này cũng không ngoại lệ. Dù chưa rõ người mà bà Hằng nhắm đến là ai, một số tin đồn và suy đoán đã nổi lên, với nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu có thể là sư Minh Tuệ. Tuy nhiên, bà Hằng vẫn chưa chính thức xác nhận điều này, khiến nhiều người thêm phần tò mò. Cộng đồng mạng bàn tán không ngớt, nhiều người thể hiện sự lo lắng cho sư Minh Tuệ, trong khi một số khác lại đứng về phía bà Hằng, tin rằng bà có lý do chính đáng để lên tiếng. Phản ứng của cộng đồng mạng trước tuyên bố của bà Hằng rất đa dạng. Một phần không nhỏ người theo dõi ủng hộ bà, cho rằng bà đã có công trong việc phanh phui nhiều vụ việc thiếu minh bạch trong xã hội. Họ tin rằng bà Hằng đang tiếp tục công cuộc bảo vệ sự thật và sẽ vạch trần những điều khuất tất. Mặt khác, không ít người lo ngại rằng bà có thể đang quá khích và dễ gây tổn thương cho những người mà bà nhắm tới. Đặc biệt nếu thông tin chưa được xác minh kỹ lưỡng. Trong số những nhân vật có thể bị bà Hằng quất, việc liên quan đến sư Minh Tuệ đã tạo ra làn sóng cảm xúc đặc biệt. Sư Minh Tuệ được nhiều người biết đến là một vị sư có lòng từ bi và tâm hồn thanh tịnh, luôn gắn bó với con đường tu hành và làm từ thiện. Vì vậy, khi xuất hiện thông tin bà Hằng có thể nhắm vào thầy, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng về khả năng thầy bị kéo vào các thị phi không đáng có. Những người yêu mến và kính trọng thầy Minh Tuệ, hy vọng rằng thầy sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lời chỉ trích hay công kích từ dư luận. Tuy nhiên, việc bà Phương Hằng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng càng làm tăng thêm sự tò mò. Cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi sát sao mỗi động thái của bà, chờ đợi xem bà sẽ thực sự nhắm vào ai và mục đích của bà là gì. Các cuộc tranh luận nổ ra không ngừng, với nhiều người hy vọng rằng sự việc sẽ không đi quá xa và rằng bà Hằng có thể tìm ra giải pháp hòa bình thay vì tiếp tục đối đầu công khai. Dưới áp lực của dư luận, bà Phương Hằng vẫn giữ vững lập trường và chưa đưa ra nhiều thông tin cụ thể. Điều này khiến sự tò mò và hồi hộp của cộng đồng mạng ngày càng lớn, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, giống như chờ đợi diễn biến trong một bộ phim gay cấn. Các cuộc tranh cãi xung quanh sự kiện này không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn phản ánh nhiều vấn đề lớn hơn về niềm tin quyền lực của truyền thông mạng xã hội và cách mà công chúng đón nhận thông tin dù kết quả cuối cùng của sự việc này ra sao một điều chắc chắn là phản ứng của cộng đồng mạng sẽ tiếp tục sôi nổi cả bà phương hằng và sư minh tuệ đều là những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng mà và mỗi động thái của họ sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng điều mà nhiều người mong đợi lúc này là sự kiện có thể được giải quyết một cách êm thấm tránh gây thêm những căng thẳng không cần thiết trong khi chờ đợi những diễn biến tiếp theo cộng đồng mạng vẫn đang dõi theo từng lời nói và hành động của bà phương hằng cùng với niềm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đi quá xa và các bên liên quan sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn giữa cơn bão dư luận sư minh tuệ là một vị tu sĩ nổi bật với lòng từ bi giản dị và sự kiên định trong con đường tu hành của mình tuy nhiên như bất kỳ người nào đi theo con đường đạo đức cao cả thầy cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích và phản đối từ một số nhà sư khác những chỉ trích này đến từ những người cho rằng con đường tu hành của thầy quá khắc khổ hoặc từ những người có quan điểm khác về cách thực hiện giáo lý phật giáo dẫu vậy sư minh tuệ không bao giờ để tâm hay phản ứng lại những lời chỉ trích này mà chỉ tập trung vào việc rèn luyện tâm hồn và theo đuổi lý tưởng tu khổ hạnh của mình Trước những chỉ trích từ đồng đảo, điều đáng kính ở sư minh tuệ là sự im lặng đầy trí tuệ. Thầy hiểu rằng, việc đáp trả hay tham gia vào những cuộc tranh cãi sẽ chỉ làm cho tâm hồn trở nên phiền muộn, đánh mất sự bình yên nội tại mà thầy đã cố gắng giữ gìn. Thầy tin rằng, những tranh cãi, đúng sai, khen chê trong mắt thế gian chỉ là những ảo ảnh, không đáng để bận tâm. Thay vì phản ứng lại, thầy chọn cách tập trung vào con đường tu khổ hạnh mà thầy đã chọn từ lâu đây là con đường mà thầy tin rằng sẽ mang lại sự giải thoát và an lạc vượt qua mọi tham sân si của cuộc đời con đường tu khổ hạnh mà sư minh tuệ đi theo không phải là một con đường dễ dàng nó đòi hỏi sự từ bỏ hoàn toàn mọi tiện nghi vật chất và sống với những điều đơn sơ nhất thầy minh tuệ khất thực mỗi ngày không phân biệt giờ giấc không đòi hỏi những lễ vật sang trọng hay mong chờ sự cúng dường từ người khác đối với thầy Việc khất thực không chỉ là để duy trì cuộc sống, mà còn là cơ hội để gieo duyên, gặp gỡ mọi người và mang lại cho họ sự bình an trong giáo lý Phật giáo. Những nhà sư chỉ trích thầy cho rằng cách tu này là quá khắc nghiệt và khó thực hiện trong đời sống hiện đại. Nhưng thầy không lay chuyển. Mặc dù bị chỉ trích, sư Minh Tuệ vẫn giữ vững lòng tôn kính đối với tất cả các nhà sư, bao gồm cả những người đã có lời không hay về mình. Thầy luôn nhắc nhở bản thân và người khác rằng trong Phật giáo, lòng từ bi và sự khoan dung là những phẩm chất cần thiết. Thầy không chỉ giảng dạy mà còn sống với tinh thần từ bi ấy. Không có một lời lẽ nặng nề hay phản bác nào từ thầy đối với những người chỉ trích mình. Ngược lại, thầy tiếp tục giữ thái độ khiêm nhường, kính trọng và không hề nuôi dưỡng sự phẫn nộ hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trong lòng. Thầy Minh Tuệ thường nói rằng mọi sự tranh cãi đều chỉ là phù du quan trọng là giữ cho tâm hồn mình trong sạch, không bị ô nhiễm bởi những lời thị phi. Sự điềm tĩnh và bình thản của thầy là minh chứng cho sự thấu hiểu sâu sắc về giáo lý Phật giáo. Thầy biết rằng chỉ có sự bình an trong tâm mới giúp con người vượt qua những thử thách trong cuộc sống và rằng việc tham gia vào các cuộc tranh cãi chỉ làm tăng thêm sự phiền não, khiến người ta xa rời mục tiêu chính yếu của cuộc đời là tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát cộng đồng Phật tử cũng rất kính trọng thầy Minh Tuệ bởi thái độ bình tĩnh trước những chỉ trích. Họ thấy rõ rằng thầy không bao giờ cố gắng biện minh cho bản thân mà thay vào đó, tiếp tục giữ vững con đường mà mình đã chọn. Thầy hiểu rằng, sự thực hành giáo lý không nằm ở việc tranh cãi đúng sai mà ở lòng từ bi, nhẫn nhục và sự buông bỏ những gì không cần thiết. Dù bị chỉ trích, thầy vẫn luôn hòa nhã, không để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến hành trình tu tập của mình sự im lặng điềm đạm của sư minh tuệ trước những lời chỉ trích là minh chứng cho sự kiên định tinh thần tu hành chân chính và lòng từ bi sâu sắc chính sự tĩnh lặng ấy đã giúp thầy vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống và duy trì sự an lạc không bị dao động bởi những lời khen chê của thế gian cộng đồng mạng đã sôi sục trước những tin đồn xoay quanh việc bà nguyễn phương hằng có khả năng quất sư minh tuệ một vị sư được rất nhiều người kính trọng nhiều người lo lắng rằng, nếu bà Hằng thực sự nhắm vào thầy Minh Tuệ, điều này có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, đặc biệt là những người yêu mến và ủng hộ thầy. Sư Minh Tuệ, với lối sống khắc khổ và thanh tịnh, không chỉ là một tấm gương về đạo hạnh, mà còn nhận được sự kính trọng từ rất nhiều Phật tử và những người mến mộ con đường tu hành của thầy. Việc tấn công một nhân vật như thầy Minh Tuệ có thể khiến bà Hằng mất đi sự ủng hộ từ một phần lớn công chúng đặc biệt là những người theo dõi bà với kỳ vọng rằng bà luôn đứng về lẽ phải và công lý. Trước tình hình đó, không ít người đã đồn đoán rằng bà Phương Hằng sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra bất kỳ hành động nào nhắm vào thầy Minh Tuệ. Một số quan điểm cho rằng, nếu bà Hằng tấn công thầy, bà có thể sẽ đối mặt với một làn sóng chỉ trích dữ dội, làm tổn hại đến danh tiếng và sự nghiệp của bà vốn đã được xây dựng từ những cuộc chiến với những nhân vật gây tranh cãi khác tuy nhiên mới đây chính bà phương hằng đã phá tan mọi đồn đoán bằng một buổi livestream gây chú ý trong buổi phát trực tiếp này bà đã đính chính rõ ràng rằng bà không hề nhắm vào sư minh tuệ bà khẳng định mạnh mẽ rằng thầy minh tuệ không phải là đối tượng mà bà quất đồng thời nhấn mạnh rằng những thông tin trước đây hoàn toàn không chính xác Điều này đã phần nào làm dịu đi sự lo lắng từ những người yêu mến Thầy Minh Tuệ, à, cũng như những người theo dõi các diễn biến liên quan đến bà Hằng. Mặc dù đã loại bỏ Thầy Minh Tuệ khỏi danh sách quất, bà Hằng vẫn giữ bí mật về danh tính của người mà bà thực sự nhắm đến. Theo bà Hằng, người này sẽ bị bà quất không trượt phát nào và danh tính sẽ được hé lộ vào ngày 20 tháng 10. Điều này tiếp tục tạo ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội với nhiều suy đoán và dự đoán khác nhau về ai sẽ là người bị bà nhắm đến. Sự chờ đợi ngày 20 tháng 10 càng làm tăng thêm sự tò mò và hồi hộp trong cộng đồng mạng. Khi mọi người không biết điều gì sẽ xảy ra và ai là nhân vật bí ẩn mà bà Hằng muốn quất. Dù danh tính của đối tượng vẫn chưa được tiết lộ, sự kiện này đã một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng và quyền lực của bà Phương Hằng trong việc tạo ra các cuộc thảo luận nóng bỏng trên mạng xã hội. Những phát ngôn của bà luôn thu hút sự quan tâm lớn và lần này không phải là ngoại lệ. Buổi livestream của bà không chỉ thu hút sự chú ý vì nội dung đính chính liên quan đến thầy Minh Tuệ mà còn bởi lời hứa hẹn về một sự kiện quất đầy gay cấn sắp tới. Phản ứng từ cộng đồng mạng sau buổi livestream cũng rất đa dạng. Một số người tỏ ra nhẹ nhõm vì sư Minh Tuệ không phải là mục tiêu của bà Phương Hằng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với thầy. Những người khác lại háo hức chờ đợi để xem ai sẽ là đối tượng mà bà Hằng thực sự nhắm tới và những hệ lụy sau đó. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng sự kiện vào ngày 20 tháng 10 sẽ là một điểm nhấn lớn với nhiều khả năng gây chấn động cộng đồng mạng. Trong bối cảnh căng thẳng và tò mò này, bà Phương Hằng đã chứng tỏ rằng Bà vẫn là một nhân vật quyền lực, có khả năng điều khiển dư luận và gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Dù người bị quất là ai, rõ ràng rằng sự kiện này sẽ tiếp tục là chủ đề nóng bỏng và thu hút sự quan tâm từ cả những người ủng hộ lẫn những người theo dõi từ xa. Điều quan trọng nhất lúc này là chờ xem bà Phương Hằng sẽ tiết lộ gì vào ngày 20 tháng 10 và hậu quả của sự kiện này sẽ ra sao đối với những người liên quan quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này xin hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy minh tuệ ở phần bình luận dưới video này chúng ta hãy cùng hành nguyện theo con đường tu hành đúng đắn theo chánh pháp của đức phật và nhìn theo bước chân không ngừng nghỉ của sư thầy minh tuệ cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này nếu quý vị cảm thấy thanh thản và được chữa lành khi nghe những chia sẻ trong video xin hãy đăng ký kênh nhấn like và chia sẻ những điều tốt lành này với gia đình và những người thân yêu của bạn để cùng theo dõi